Rồi ok, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay là video 1000 sub mọi người. Sale sập sàn, sale tụt quần luôn. Để xíu để em kéo quần lên cho mọi người. Rồi hôm nay một số con mọi người thấy cũng quen nha mọi người. Tại vì mấy cái này là hàng bơm á, hôm nay em xả lỗ luôn. Thì con nào có tặng phụ kiện thì em sẽ báo, còn cái này là xả lỗ rồi không tặng phụ kiện nha, chỉ có mấy trần. Ship là mọi người tự chịu nha. Rồi con đầu tiên nha quý vị. Movistar Light Z2. Con này của một thanh niên tên là để cho em. Để cho em xong rồi em đi mất tiêu luôn. Khách gọi thì em báo là bán rồi, thanh niên để cho em. Em được cái mà ai mà kêu và để cái hàng cho người ta mọi người là em để lại. Xong rồi khách gọi thì em báo là đã mua rồi nhưng mà để cho em, để cho em xong bây giờ cái gì luôn. Light Z2 này, con này cấu hình là RAM 1GB, bổ trong 8GB, pin 2000, 2 SIM, máy chính hãng nha mọi người. Máy đẹp. Có dán keo nè. Mọi người gỡ ra là máy đẹp luôn á. Kính không chạy luôn mọi người. Rồi ok, vô test cam nha mọi người. Con này thì camera xấu, em báo trước luôn nha mọi người. Cam trước 2 chấm, cam sau 5 chấm. Đây, cam sau nè. Bình thường ha. Cam trước thì xấu quá rồi mọi người. Chụp cho có thôi. Đó, chụp góc này thì em thấy của em đẹp. Đẹp đường xíu. Nhưng mà cảm ứng là ok hết nha mọi người. Con này máy chính hãng. Con này để chữa cháy thôi, nghe gọi thôi. Cảm ứng không lạnh không liệt nha mọi người. Con này em sale với giá là 333.000. Không tặng phụ kiện gì hết. Phí ship mọi người tự chịu. 333.000 nha quý vị. Rồi con thứ hai. Con này không có sale, đăng bán lại thôi. Sky A910, RAM 3, bổ trong 32, màn hình 5.3 inch AMOLED. Con này nắp lưng sau thì người ta dán đề can rồi nên đẹp. Sky thì chỉ xài được một sim thôi nha mọi người. Đây nội thất bên trong của nó, một sim một thẻ nhớ mà RAM 3 32. Rồi cái cảm ứng cho mọi người xem ok hết ha, không lạng không liệt ha. Vô camera, cam trước thì chụp bình thường 3.20 megapixel, cam sau này. Cam sau thì chụp đẹp mọi người, đẹp trong cái tầm giá em đang sale thôi nha. Đó đẹp. Con này thì pin châu, được cái pin châu lắm mọi người. Phần mềm em, tất cả phần mềm em đều cập nhật hết cho mọi người rồi nha. Về đừng có cài đặt lại rồi cập nhật nha mọi người. Con này hôm nay bán giá 750 như cũ luôn. Con này thì tặng kèm sạc cáp tai nghe Sky A910. Mọi người xem video mà thấy chốt được con nào thì mọi người gọi liền nha mọi người. Tại vì nhiều khi em sale á, nhiều khi người ta mua 3-4 cây lúc á, thì coi trễ quá thì báo hết á. Rồi thanh niên tiếp theo, một con máy chính hãng, máy mới full box nè, cái tên của nó nè mọi người, Wessler Tab i80 Plus. Bên trong có phụ kiện là sạc cáp với lại có thẻ nhớ 8GB em gắn vô đây sẵn rồi. Đây cảm ứng không lạng không liệt nha, nhưng mà nó hơi chậm mọi người. Con máy tính bảng này cấu hình nó không được cao nên chỉ xài được mấy cái ứng dụng bình thường thôi nha. YouTube, Facebook, Zalo không có chơi game được nha mọi người. RAM 1GB, bổ trong 8GB, pin 4000, máy mới. Có thể nhớ, đây em gắn thẻ nhớ sẵn cho mọi người rồi. Con này để hoài à, mua 5 con mà còn con nên ghét xả luôn. 666.000 quý vị ơi. Full box máy tính bảng 666.000. Rồi một con tiếp theo nha quý vị. Con này của một anh tên là Chắc, cũng chắc lấy luôn. Chắc lấy với hứa lấy không mà quý vị ơi, chán thiệt. Sony M4 AWA. Con này thì mặt lưng sau có chạy nha mọi người, nhưng mà màu trắng thì không thấy được. Ồ, mặt trước là kính đẹp. Đó không chạy nha. Con này cấu hình của nó là màn hình 5 inch độ phân giải HD, RAM 2GB, bổ trong 8GB, 2 SIM, 1 thẻ nhớ M4 AWA nha mọi người. Phần mềm em cũng cập nhật hết rồi nha mọi người, về là chỉ cần lắp SIM xài thôi nha. Đâu để em vô camera cho mọi người xem. M4 AWA thì chụp hình cũng được thôi, nhưng mà phải giữ chắc tay nha. Sony thì em báo trước rồi, phải chụp chắc tay mới được. Đó chụp mà phải giữ một giây sao nó mới lưu ảnh được. Đó cam trước thì ok, tại vì em có cái đèn trên đây nó hơi chói mọi người. Để em kiếm cái góc nào mà không có đèn cho mọi người xem. Nói chung là cam trước thì ok đó, để nghe gọi video call đồ đầy đủ. Cảm ứng không lạng không liệt nha mọi người. Con này hôm nay bán giá 666.000, không tặng phụ kiện, chỉ có cái máy không thôi, 666.000. Rồi sôi động chưa,
Nhưng mà chưa đâu mọi người, còn nữa, yên tâm, còn nhiều lắm. Hôm nay 1.000 sub là chơi lớn luôn mọi người. Oppo Neo 7, máy chính hãng, RAM 1GB bổ trong 16GB, cảm ứng ok hết, camera chức năng là em test full hết rồi. Hai sim một thẻ nhớ nha mọi người. Đó, cam trước nè, cam sau đầy đủ. Mà con này chỉ có RAM 1GB thôi nha. Hàng nội địa Trung Quốc thì RAM 2GB, nhưng mà con này RAM 1GB thôi. Màu trắng, mặt bên sau thì cũng có nhâm 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 nhâm, vỏ nhựa. Còn Sony thì được cái mặt sau nó lưng kính nha mọi người. Đó, khung này cũng là khung nhựa luôn. Còn Sony thì cái khung nó là khung nhôm. Đó, nhưng mà Oppo thì được cái cam đẹp hơn Sony. Cái cam trước thì đẹp hơn, còn cam sau thì em thấy cũng ngang ngửa thôi. Ngoại hình của nó là mọi người, bốn góc là không chày không cứng. Con này em bán với giá là 666.000, tặng kèm sạc cáp, không có tai nghe. Oppo Neo 7, hàng chính hãng. Rồi, một thí sinh tiếp theo. Mọi người cứ bình tĩnh nha, xem từ từ thôi, đừng sốc quá nha mọi người. Galaxy Note 3, hàng bữa bán 990 đó. Mà thanh niên này mua hàng xong rồi kêu, ủa sao cái máy bự vậy, trời ơi chán đời thanh niên rồi, sao cái máy bự vậy. Đó, mà tại vì cái tay em nó bự nên cầm vô cái máy thì thấy nó nhỏ, nhưng mà cái anh đó anh nhận thì anh kêu máy bự nha mọi người. Máy này máy zin đẹp, cái khung nè thì có nhâm 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 tại khung nhựa, nhưng mà vỏ sao là đẹp. Màn hình 5.7 inch, độ phân giải full HD, cảm ứng là ok hết, máy zin. Test cam cho mọi người coi, cam chụp ok lắm, tại dòng này dòng lát ship mà mọi người. À, cam trước nè, thấy ok ha. Để test loa một con cho mọi người nghe. Tại hôm nay mưa hơi ồn nha mọi người, thì em nói em sẽ cố gắng em đẩy cái âm thanh lên cho nó lớn lớn một xíu. Con này hôm nay em bán giá cũng vậy luôn, 990.000, Galaxy Note 3 nha mọi người. Rồi, một con tiếp theo. Có ốp lưng rồi quý vị ơi. Quỷ Trường mày coi video này mày chết danh nha Trường. Quỷ Trường nó hay mua hàng của em đó mọi người. Nó chốt đã xong người ta gọi em báo là hết. Xong rồi cái tự nhiên ảnh đổi ý anh không lấy quý vị ơi, chán thiệt. Oppo F5. Đây, cấu hình của nó. 6 inch full HD, RAM 432. Chip chơi game được nha mọi người. Chip MediaTek Helio B23, pin 3200, hai sim thẻ nhớ. Nói chung là con này hôm bữa em giới thiệu rồi á, mà tại vì quỷ đó nó không lấy nên giờ em bán lại em ghét, em giảm giá luôn. Tại cái dòng mà lấy rồi mà em gói hàng rồi mà không chịu lấy em ghét, giờ em bán xả luôn mọi người. Oppo này thì hôm nay có ốp lưng nha mọi người. Đó, ốp lưng gắn vô thì đẹp, nhưng mà ngoại hình nó thì có chày, cái nắp lưng sao chày. Máy zin mà người ta xài người ta không giữ nên nó chày. Đó, con này em đánh giá cỡ 80 thôi, nhưng mà hôm nay có ốp. Quỷ nó mày coi được mày biết với anh nha mày, quỷ xứ. Nó mặt kính thì không chày. Bữa giới thiệu rồi, giới thiệu lại thôi. 1.444.000, tặng kèm sạc cáp tai nghe ốp lưng. Không có cường lực nha mọi người. Oppo F5. Rồi, một cây tiếp theo, Galaxy Note 5. 17 ngày rồi nó mới về với em á mọi người. Cây này gửi ra Hà Nội 17 ngày rồi nó mới về. Cảm ứng nè, ok hết. Em dục vô đây coi. Con này là cấu hình của nó là màn hình 5.7 inch, độ phân giải 2K, RAM 4GB bổ trong 32GB, pin 3000, xài được một sim thôi nha mọi người. Máy hàng nên xài được một sim thôi. Ngoại hình thì vỏ đẹp, kính đẹp. Em dán cường lực rồi. Còn cái màn hình của nó thì bị vậy nè mọi người. Đó, nó lưu ảnh nhẹ. Con này lưu ảnh hơi nhẹ nha mọi người. Bốn góc này cho mọi người xem. Không cứng, không chày. Máy đẹp á, nói chung là máy đẹp á. Em bán ra Hà Nội xong rồi 17 ngày sau, không nhận hàng 17 ngày mới nhận được con máy này, nên hôm nay em ghép xả luôn. Tặng kèm đầy đủ phụ kiện. Sạc cáp tai nghe cường lực ốp lưng. Pin dự phòng. 1.555.000, Galaxy Note 5.
máy đẹp, phiên bản hàng, một sim, không có thẻ nhớ. Đây, để vô test cam cho mọi người xem chứ, quên, sorry mọi người. Cam siêu đẹp luôn mọi người, 16 chấm, cam trước 5 chấm. Siêu phẩm luôn á. Tại cái dòng này là dòng lát ship mà. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha. 1.555.000. Full phụ kiện, mua về là xài thôi. Rồi một cây tiếp theo, hôm nay mới về được mấy mẫu iPad mọi người. Nhưng mà hôm nay giới thiệu một cái thôi, bữa sau giới thiệu tiếp. iPad 2. Vỏ đẹp. Không chày, nhưng mà nó có cứng góc ngay đây, em báo trước luôn. Đó, nó có cứng góc ngay đây. Màn hình nè mọi người, cho mọi người xem. Tại iPad khó view hơn xíu. Phần mềm em cài đặt hết rồi nha, Facebook, Messenger, YouTube, Zalo em cài đặt hết rồi. Đừng có vô cài đặt lại nha, đảm bảo tại hàng này em mua em đã test iCloud hết rồi mọi người. Yên tâm, em đã tắt iCloud rồi. iCloud trống nè mọi người. Về nhập lại vô iCloud thôi, còn không thì vô Apple ID. Đó, có mấy cái vậy thôi. Cảm ứng nè. Full chức năng hết rồi mọi người ơi. Camera. Con này thì cấu hình của nó là chip 2 nhân, RAM 512 thôi mọi người. Nhưng mà giờ để cho mấy em xem YouTube, Facebook, Zalo, Messenger đều được nha mọi người. Để em vô YouTube cho mọi người xem thử nè. Vô kênh của em nha, TT Channel. Vô này nè. Loa liếc ok lắm mọi người. Hơi chậm thôi nhưng mà vẫn xài được nha mọi người. Đó, mọi người thấy loa nó không? Châu bò. Đó, nó cứng góc ngay đây thôi. iPad 2. Em bán là em đã tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người rồi. Cường lực em đã dán nha mọi người. Đã dán cường lực. Có bao da luôn. Em đi mua thêm cái bao da này em mua ba mấy ngàn đó mọi người. Gắn vô, ok. Bao da, ốp lưng, cục sạc, iPad. Mua của cái ông này thì ổng đưa cục sạc này, em không biết là zin hay không zin, nhưng mà ổng đưa cục sạc iPad luôn, chứ không phải là sạc iPhone bình thường nha mọi người. Có dây luôn. iPad 2 này em bán giá 1.450.000. Tặng kèm sạc, cáp tai nghe, cường lực, bao da đầy đủ, full tính năng, mua về là xài thôi. Rồi, Apple iPad 2 ha, 1.450.000, full phụ kiện, tặng kèm sạc, cáp tai nghe, cường lực, bao da. Đó, chút chơi chưa? Mua về là xài thôi. Số điện thoại mua hàng bên em là 076 734 7340. Số thứ hai là 0902 930 252 nha mọi người. Thì mọi người cứ gọi trực tiếp cho em, ví dụ chốt được con nào thì cứ gọi trực tiếp cho em nha. Còn anh chị nào muốn mua hàng trực tiếp á thì đến địa chỉ 116/55 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Nếu mà anh chị tới nhà thì vui lòng gọi trước, rồi hẹn buổi tối tới. Tại vì buổi sáng em đi làm, tối 6 giờ mới có nhà, từ 6 giờ trở đi là em có nhà, cuối tuần thì em có nhà nha. Nhưng mà tới thì cứ gọi trước đi. Bên em cũng có giao hàng thu COD toàn quốc nha anh chị. Mà hình thức COD thì mình phải đặt cọc cho em. Khách hàng mới thì phải đặt cọc cho em. Nếu mà đơn hàng được trên 2 triệu á thì mọi người đặt cọc 100.000, thẻ Mobi, Viettel, Momo hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Còn dưới 100.000 thì đặt cọc 50.000 nha mọi người. Bây giờ là bắt buộc phải đặt cọc hết nha mọi người. Nếu mà khách nào mới thì phải đặt cọc, còn nếu mà khách quen rồi thì chỉ cần gọi điện cái là em giao, không cần đặt cọc cũng được. Em dễ tính đó mọi người, mà tại vì bị bơm hàng cái đợt này nè nên bây giờ khách mới là em phải đặt cọc hết. Không có vụ mà vui vẻ nữa, bây giờ không có vui nữa, bây giờ là bán hàng là lấy tiền, không có vui nữa, hết vui rồi. Nguyên cái đống này lấy về hết 6 cái là hết gần 300.000 tiền ship hoàn chuyển thôi mọi người, lỗ 300. Rồi bây giờ bán lỗ nữa. Mọi người thấy ghê không? Rồi con cuối cùng nha mọi người. Con này đăng lại chứ không phải là xả gì hết á. Cái anh nào mà điện thoại số đuôi 307 thì nhắn tin cái mã thẻ xong rồi không nhắn tin địa chỉ cho em, thì bây giờ anh coi được video này anh nhắn lại giùm em nha, để em làm đơn em gửi, không thì giờ em bán em giảm cho mọi người 50 luôn. Tại cái anh đó anh gửi cho em cái mã thẻ Mobi 50 xong rồi em nạp xong rồi em nhắn tin ảnh kêu đưa cái địa chỉ giao hàng, thì tới giờ biệt tâm luôn quý vị ơi. Nếu mà anh coi được video này á thì nhắn tin cho em địa chỉ để em giao hàng nha anh. Còn cái số điện thoại hết của anh thì em không có nói được, với lại tên thì em không có nói được. Còn nếu mà anh không nói thì giờ em bán giảm cho mọi người 50.000 luôn. Thì cái này là Galaxy S8. Hôm qua em bán giá là 2.390.000 á, thì anh đã đặt cọc cho em thẻ Mobi 50 rồi. Nên bây giờ em giảm cho mọi người 50 là còn 2.340.000. Nếu mà anh đó không nhận thì em sẽ bán giá đó nha mọi người. Còn nếu mà anh đó nhận thì em không có bán. Con này thì cấu hình của nó là RAM 4GB, bổ trong 64GB. Bản hàng. Giới thiệu rồi nên không có giới thiệu nhiều. Cam sao 12 chấm.
cam trước 5 chấm. Chụp ok black ship mà, con này quay vlog được. Con này bán hàng nhưng mà đã lên 2 sim, xài 2 sim được nha. Máy này là nắp lưng đã thay nên không còn áp suất nữa. Đó, nắp lưng đã thay nên không còn áp suất, còn mặt trước thì đẹp, kính đẹp không chày. Con này nó bị ám nhẹ màn hình mọi người. Đó, màn hình nó ám nhẹ nhẹ nè. Đó, nhưng mà đảm bảo mọi người đây là màn zin, không phải màn lô hay là màn Trung Quốc nha, tại vì Trung Quốc không có làm được cái màn này đâu. Pin con này 3000 thôi. Nhưng mà màn hình nó độ phân giải 2K với lại màn hình lớn á nên nó hơi hao pin mọi người. Thì nó ngang ngửa với Galaxy Note 5 mà, hai con này ngang ngửa thôi, một con 9 một con 10 thôi. Thì em sẽ bán tặng kèm cho mọi người sạc cáp tai nghe, pin dự phòng. Ok ha. Nếu mà anh mua thì anh nhắn tin cho em, tại anh đặt cọc rồi. Còn nếu mà anh không mua thì ai đặt cọc thì đặt cọc tiếp. Con này đặt cọc 100.000 nha mọi người. Tại vì anh đó đặt cọc 50 thôi. Nhưng mà giờ đơn này 2 triệu thì mọi người phải đặt cọc 100.000, 2.340.000. Anh chị nào mua thì gọi trực tiếp nha. Rồi ok, hôm nay em có một số máy xả kỷ niệm 1.000 sub nha mọi người. Tại vì không lên được nhiều, tại để hai cái máy tính bảng này hết bà nó chỗ rồi để quay rồi. Nên cuối tuần em sẽ lên video thì sẽ view nhiều máy hơn cho mọi người nha. Rồi anh chị nào xem thì thấy cái nào thích hợp thì vui lòng gọi trực tiếp cho em 0767347340, với lại số thứ hai là 0902930252 nha anh chị. Thì gọi trực tiếp cho em, nếu mà anh chị nào lấy đơn 2 triệu thì đặt cọc 50. Còn trên 2 triệu thì đặt cọc 100 nha mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người ở video sau.